Thưa sư, điều quan trọng cốt yếu nhất của đạo Phật là gì? Thưa với quý vị, điều quan trọng cốt yếu nhất của đạo Phật chính là gì? Đức Thế Tôn nói rất là nhiều. Này các tỷ kheo, trong tấm thân này Như Lai chỉ suốt cuộc đời Như Lai chỉ trình bày hai điều thôi. Đó là khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Hai điều thế thôi, đó là cốt lõi. Và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó là gì? Là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.